Rồi bây giờ xin mời mọi người cùng tham quan cái lễ hội trái cây và ẩm thực tại cồn Mỹ Phước Dưới Linh ha. Ở đây là những cái gian hàng. Ở đây có rất là nhiều mặt hàng mọi người, có chuối nè, sầu riêng nè, mít nè, có cà bưởi ha, những trái sầu riêng rất là to. Đây là sản phẩm ô cốp mà trái xàm rất là to nè. Đây là một trái thơm khổng lồ đây. Đây là có những cái loại như dừa sim xanh, dừa sim đỏ, dừa ẻo, có cả ổi. Đây là nhãn ẩn cầu ta ha, măng cục bơm. Đây là có cả ca cao nữa mọi người. Chúng ta có thể thấy đây là đơn vị xã Đại Hải. Để trưng bày ở đây là trước mắt thì chúng ta có thể thấy là dâu, chôm chôm, đu đủ, có một quả mít và dừa nước cũng như là dừa sim hồng. Cái quả mít khổng lồ rất là to mọi người. Đây khá là to ha. Ở đây là có một cái loại trái rất là lạ mọi người. Trái đây là trái hình như là trái hồng nhung ha. Đấy đúng không ạ, trái hồng nhung. Có cả những quả trứng gà rất là to bên kia. Để mình phóng to lên mọi người xem những quả trứng gà đây. Bên kia là có những quả bơ. Ở đây là có cả ô môi này. Cái này mới lạ nè mọi người. Một trái khóm, trái thơm ha, một trái thơm rất là nhiều nhánh. Chỗ qua đây thì chúng ta có thấy đây một cái gian hàng tiếp tục có cả một cái trái sari, chùm trái sari, còn chùm chuối dài dài kia thì Linh chưa biết chùm gì, để phóng mấy người xem đây. Đó, đây là một cái chùm sari và một cái chùm một cái buồng chuối. Linh cũng chưa biết là buồng chuối gì ha. Mọi người có thể biết buồng chuối này, buồng chuối gì có thể để dưới bình luận cho Linh biết ha. Ở đây thì cũng có mặt hàng cũng tương tự như những gian hàng kia mọi người. Để Linh quay mà sơ qua cho mọi người xem. Chúng ta có thể chuyển gần qua đây thì đây là đơn vị xã An Lộc, An Lạc Tây, xã An Lạc Tây. Thì chúng ta cùng tiến vào xem bên đây, trong đây có trưng bày những cái loại trái cây gì. Thì Linh quay sơ qua cho mọi người xem thì hầu như trái cây cũng tương đối giống giống nhau ha mọi người. Đó. Mọi người có thể thích biết loại trái cây nào lạ có thể để dưới bình luận ha. Rồi chúng ta cùng tiến sang bên đây là một số thực phẩm của chủ lực của xã Cưới An. Người có thể thấy thì chúng ta cùng tiến vào những cái gian hàng đây thì sẽ có những loại trái cây gì. Mình sẽ quay sơ qua cho mọi người xem. Rồi mình lấy quay cận vô thì mọi người có thể xem những loại đây. Đây là chuối quả nè mọi người, chuối quả một loại chuối rất là to. Đây thì Linh có thể thấy là mít, thơm, bơ, cam. Cái này là cái loại trái gì thì Linh chưa biết đây. Mọi người có thể biết trái gì thì có thể để dưới bình luận cho Linh biết ha. Đó. Đây quay hai chú mày kìa, chú mày đọc kìa. Rồi tới đây thì mọi người có thấy đây là đơn vị trưng bày xã Ba Trinh. Thì Linh có thể quay sơ lược qua cho mọi người cùng xem có những cái trái dứa hình thù rất là kỳ lạ. Đây thì có thể có một buồng dừa tam quan. Đây là có thể thấy là những cái trái bơ. Những cái trái cacao, đây là những cái trái cacao. Đây là những trái na. Bên trên là chúng ta có thể thấy là sầu riêng. Tiếp theo đây là một cái củ mì
à, một cái củ mì gọi là củ sắn rất là to rồi đó. Qua một cái gian hàng bên đây thì Linh phát hiện là ở đây là chưa có cái tên gian hàng, thì ở đây cũng có trưng bày một số tác phẩm đó. Mọi người có thể xem. Chúng ta có đây là những trái thốt nốt ha, dừa nước, à, dưa hấu, chuối ta quả là cái quả chuối rất là to. Còn cái dĩa tại trái này thì mọi người có thể phân loại giúp Linh có những trái gì trong đây ha. Đây, có rất là nhiều loại trái, cây cũng như quen và cũng như là rất là lạ. Có những trái là Linh chưa thấy lần nào. Đây là loại thanh long vàng. Còn loại này thì Linh cũng chưa biết là loại gì. Mọi người có thể để ý dưới phần bình luận ha. Buồn chuối thì cũng khá là to, chuối già. Rồi chuyển vào đây là một cái đơn vị trưng bày mặt hàng này là xã An Mỹ, xã An Mỹ ha mọi người. Thì Linh có thể quay trực tiếp đây để cho mọi người cùng tham quan, cùng xem những loại trái cây gì của xã An Mỹ đã trưng bày ở đây. Thì chúng ta có thể thấy là mít nè, đu đủ nè, bưởi nè, cam nè. Đây là hồng nhung, đây là dâu và một số loại thơm, những quả thơm rất là to, mọi người. Qua đây thì chúng ta có thể thấy là thị trấn Kế Sách là một cái khu trưng bày ở đây. Có những trái mít, loại trái cây sầu riêng và có một số loại trái cây như là măng cục, vú sữa, cốc, những cái trái cốc rất là to. Mọi người có thể thấy trái cốc rất là to nằm ở đây. Ở đây thì đài truyền hình đang phỏng vấn một vị mà trưng bày ở đây mọi người. Thì chúng ta có thể thấy ở đây là những cái loại mít, cái trái mít rất là to luôn mọi người. Cái trái mít này là có thể to hơn cái người của Linh nữa, rất là to. Này gọi là mít dài Indo mọi người. Dạ, bên tới bên là có là mít Thái. Đây là mít ruột đỏ, mít nghệ. Đây là dừa mã lai xanh. Còn đây là một số loại trái cây khác mọi người. Rồi mình có thể quay cận vô cho mọi người xem một lượt những loại trái cây ở đây, để mọi người có thể đọc tên được ha. Rồi đây là một cái gian trưng bày của đơn vị xã Xuân Hòa mọi người. Ở đây thì chúng ta có thể thấy những cái loại sầu riêng và những cái trái khơm rất là to. Đây là trái dứa, gọi là trái thơm. Trái thơm, trái dứa thì nó rất là to nha. Rồi, ở đây là một đơn vị xã Chinh Phú. Ở đây thì chúng ta có những cái loại trái cây cũng rất là quen thuộc như là dừa sim hồng, chuối, già và có cả măng cục ha. Mình có thể quay cận cảnh cho mọi người xem. Ở đây có cái loại vú sữa hoàng kim rất là nổi trên mạng thời gian qua nè mọi người. Nè, đây là vú sữa hoàng kim ha mọi người. Làm bánh mua cơm nữa. Tiếp theo thay đây là một cái đơn vị nhưng mà chưa có tên. Linh xin phép quay. Ở đây cũng trưng bày rất là nhiều loại trái cây. Thì nó cũng tương đương, cũng có một số loại trái cây khác nhau. Cho nên là Linh chỉ quay sơ lược qua cô chú anh chị mình
có thể xem qua màn hình ha. Ở đây thì chúng ta có thể thấy một số gian hàng cũng tương đối trưng những loại trái cây giống đằng kia mọi người. Đây thì chúng ta có thể thấy là gian hàng trái cây đơn vị xã Nhân Mỹ. Ở đây Linh thấy là có một quả mít rất là to ha. Có những loại trái cây như là chuối, vừa xim hồng vừa xim xanh. Rồi những loại trái cây thì Linh sẽ quay sơ lược cho mọi người xem đây. Quả mít khổng lồ mọi người. Đây là những cái trái thơm rất là to. Đó, những cái loại trái cây ở đây. Cái này được giấy chứng nhận OCOP mọi người. Mình sẽ quay cận cho mọi người xem. Đây. Linh sẽ quay sơ lược lại cho mọi người xem cái khu trưng bày, và từ đây đến đằng kia cũng mấy trăm mét mọi người. Thì giờ này mưa cũng lấy ga cho nên khách cũng hơi ít. Thì quay sơ lược cho mọi người xem đây. Rồi, Linh sẽ đi qua một vòng ngược lại cho mọi người xem. Đây, tất cả các anh chị mình đến đây tham quan cũng như mua sắm cũng rất là đông. Mặc dù mưa, đang mưa lâm râm mọi người, cũng tương đối. Rồi Linh sẽ quay tiếp tục lại đằng này cho mọi người xem ha. Thì có những cái loại trái cây thì Linh đã quay trọn cho mọi người xem rồi. Thì ở đây thì dòng này Linh sẽ quay lại một lần nữa cho mọi người cùng xem. Rồi ở đây có anh quay phim. Bây giờ là những cô chú anh chị đi bắt đầu đi tham quan cũng khá đông mọi người. Ở đây là cái gian dừa bonsai của anh em câu lạc bộ bonsai dừa Kiên Giang của mình, cũng như hôm nay mình đến đây thì sẵn mình cũng quay cái chợ trái cây cho mọi người xem luôn. Mọi người có thể xem những clip bonsai dừa này ở trên kênh bên bonsai dừa Hoàng Linh của mình ha. Đây là cái khu trưng bày cũng như những cái huân chương, những cái huy hiệu đạt được, như là những giấy chứng nhận, và đây những cái loại phân thuốc hữu cơ, phân bón hữu cơ. Đây là cái gian hàng trưng bày phân bón hữu cơ mọi người. 001. Hả? Biết rồi. Đây. Qua đây thì có một cái sản phẩm làm từ dừa thủ công mỹ nghệ. Đó, có rất là nhiều sản phẩm dừa thủ công mỹ nghệ mọi người. Linh có thể phát hiện thấy là đây là một cái con cua rất là đẹp. Rồi, con cua làm từ thủ công mỹ nghệ bằng cây. Ở đây làm nhiều cái sản phẩm từ dừa. Có cả những chiếc xe mô tô mọi người. Những loại làm tất cả từ dừa hết ha. Chúng ta có thể đi gãy gác về dài. Đây thì có những cái gian hàng bán những cái loại đồ lưu niệm ha mọi người. Bên đây thì chúng ta có những cái gian hàng bán đồ ăn vặt. Là từ ngoài cổng vào thì chúng ta thấy được những cái gian hàng bán đồ ăn vặt rồi. Mọi người có thể xem những cái đồ ăn vặt này cũng khá là quen thuộc ha. Đây, Linh thấy quay cận cho mọi người xem. Đây, ông chủ bán hàng rất là hòa đồng mọi người. Đây chúng ta có thể trở lại tuổi ấu thơ nè, kẹo bông gòn. Đây cái chỗ anh này đang bán kẹo bông gòn. Rồi chúng ta cùng đi thẳng ra ngoài cổng mọi người. Bên đây thì có những cái gian hàng bán đồ lưu niệm, bán đồ lưu niệm cũng như là bán những mặt hàng đồ ăn thức uống ở đây.
ở đây là có những cái gian hàng bán đồ chơi cho trẻ em, còn đây là gian hàng bán đồ ăn, đồ ăn vặt nha. Ở đây thì có những cái khu vui chơi, cái này là trò chơi hình như là chọi bong bóng đó, mọi người, để trúng thưởng những cái phần quà đây. Giờ này thì mọi người có thể đi đến tham quan cũng rất khá là đông rồi ha. Bên đây là có một cái gian hàng đồ ăn, Linh thấy cũng khá là bắt mắt đây, với cái món gỏi đu đủ là mọi người có thể quan sát là khá là bắt mắt đây. Đó, có cả những cái cơm, cơm lam. Khá là nhiều đồ ăn vặt luôn rồi. Này là đu đủ gỏi Thái Lan. Đây là những cái trò chơi ném banh vào gỗ hay gì đây mọi người. Bây giờ Linh sẽ tiến ra ngoài cổng. Ngoài này còn một số gian hàng như là bán đồ chơi, trò chơi như là bán thú bông. Ở đây không phải là bán thú bông, là những cái trò chơi để trúng những cái loại thú bông ha mọi người. Đây, những cái trò chơi chúng ta ở đây là có những loại thú bông rất là nhiều ha. Ngoài đây là cái khu vực ngoài cổng vô là cái khu vực tự sướng mọi người. Chỗ này chụp hình rất là đẹp, bên đây là trang trí những cái cây bông hoa để chúng ta chụp hình tự sướng nè. Đó, có rất là nhiều bạn bè anh chị đến đây tham quan cũng như là chụp tự sướng nè. Đó. Rồi lên sóng luôn rồi. Quay luôn đó. Bên đây là những cái bảng nói về những cái cuộc họp và những cái kỷ niệm của tỉnh Cái Sách, của huyện Cái Sách trên cồn Mỹ Phước mọi người. Đó. Và đồng thời là có những loại món ăn cũng như loại trái cây là chương trình ô cốp thì có thể được trưng bày ở trên cái hình ảnh ở đây. Bên ngoài thì chúng ta có những cái quầy ăn vặt. Ở đây có cái quầy bánh gạo. Bánh gạo không người. Bên đây thì có những cái quầy trò chơi tiếp theo. Thì bây giờ Linh sẽ đi ra cổng để quay lại cho mọi người xem cái cổng trưng bày lễ hội. Đây là tại là khu du lịch sinh thái sông nước miệt vườn cồn Mỹ Phước, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng. Mọi người có thể thấy rõ đây. Đây là một cái khu vực tự sướng đó mọi người. Ở đây là có những cái dòng trái tim, có rất là nhiều bạn trẻ du khách đến đây để tham quan chụp hình. Rồi bây giờ là Linh cũng xin tạm dừng clip ở đây mọi người. Để đến tối thì Linh sẽ làm thêm một clip nữa để quay lại cho cô chú anh chị mình xem cái cảnh nhộn nhịp ở cái buổi trưng bày trái cây cũng như ẩm thực sông nước ở cầu Mỹ Phước, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng cho mọi người xem giải trí ha. Rồi xin chào tạm biệt mọi người ha. Hẹn gặp mọi người trong những clip sau trên kênh của mình.